CDT News mách bạn 7 bí quyết không thể bỏ qua khi giao tiếp với người nóng tính. Xung đột, mâu thuẫn là một phần tất yếu của cuộc sống và đôi khi chúng ta sẽ phải đối mặt với một số người có cách nói chuyện cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, tranh cãi không bao giờ là một giải pháp hiệu quả trong mọi tình huống. Từ xa xưa, ông cha đã luôn giáo dục con cái giá trị của chữ nhẫn. Trải qua bao thăng trầm và kinh nghiệm sống, họ biết rằng nóng tính cũng như các hành động thiếu kiểm soát chỉ mang lại phiền toái và những hậu quả không mong muốn. Hãy ghi nhớ 7 lời khuyên hữu ích dưới đây để giữ cho cuộc giao tiếp của bạn với đối phương luôn được thuận lợi và hòa ái. 1. Tức giận sẽ chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn, đừng để cho nó lấn át tâm trí của bạn. Hãy hít thở thật sâu và thả lỏng trước khi bạn có ý định phản ứng một cách thái quá. Đừng quên rằng ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm. Hãy thử đặt bạn ở vị trí của đối phương và thông cảm cho người ấy. Có thể trước đó họ đã gặp phải những sự việc không hay khiến lời nói ra trở nên không lý trí. 3. Đừng cho đối phương cơ hội gây xung đột với bạn. Hãy giữ chừng mực giọng nói, kèm theo sự tự tin và nhắc nhở người ấy rằng bạn đang nói chuyện với sự tôn trọng. 4. Mâu thuẫn thường khiến bạn có xu hướng đánh trả. Vì vậy, hãy cố gắng không đánh mất sự tự chủ. Hãy luyện tập khả năng điềm tĩnh và bạn sẽ thấy được sự thay đổi ngay cả đối với những người nóng tính nhất. 5. Đừng để tâm tới những lời lẽ khiến bạn cảm thấy bị xúc phạm. Hãy trả lời bằng tôi thay vì bạn và cố gắng làm cho cuộc đối thoại không xen thêm vào các từ ngữ thô lỗ. Điều này sẽ làm cho đối phương phải lắng nghe bạn. 6. Các cảm xúc không lý trí thường làm cho cuộc đối thoại nảy lửa. Hãy chỉ nói những điều bạn chắc chắn và làm cho quan điểm của bạn rõ ràng nhất có thể. Nên nhớ rằng sự thật luôn luôn đúng. Nó làm chủ trong mọi tình huống chứ không phải những lời lẽ bộc phát. 7. Khi cuộc nói chuyện trở nên ấm lên, hãy cố gắng pha vào một chút khiếu hài hước để giảm nhiệt. Nếu có thể tạo ra nụ cười cho đối phương, bạn sẽ chiến thắng và xóa tan mọi sự thù địch. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.